Lực lượng Ukraine đã chứng tỏ sự quyết tâm trong cuộc tiến công khi ngày càng nhiều dấu hiệu cho thấy họ đã xuyên thủng tuyến phòng thủ đầu tiên của Nga ở miền Nam, đặc biệt là tại Zaporizhia, theo Pravda ngày 25 tháng 8. Thông tin từ các nguồn quân sự cho biết, Ukraine đang không ngừng mở rộng tiến công của mình, đặc biệt tại thị trấn chiến lược Topmech. Những blogger quân sự Nga cũng bắt đầu thể hiện sự lo ngại về tình hình, với những hình ảnh ảm đạm về lực lượng Nga tại chiến tuyến miền Nam, Ukraine. Một blogger cho biết lực lượng Ukraine ở miền Nam đang tiến công tại các khu vực như Novoprokopivka và cũng đã khởi đầu cuộc tấn công đồng thời ở khu vực Vyborg phía đông. Bộ Tổng tham mưu Ukraine cũng xác nhận rằng quân đội nước này vẫn tiếp tục tiến công ở hai hướng, Novoprokopivka và hướng làng Ocheretuvet. Một số phóng viên chiến trường Nga ghi nhận rằng Ukraine đang sử dụng máy bay để hỗ trợ pháo binh tiến công và gia tăng đạn dược trong khu vực Balatopaka. Dự đoán rằng Nga cần ít nhất một tháng rưỡi để duy trì vị trí hiện tại và tìm kiếm cơ hội bước tiến ở các khu vực khác. Trong khi đó, lực lượng Ukraine đang tập hợp để tiến đánh quyết định, mục tiêu của họ là Vyborg và sau đó là Topmech. Trong bối cảnh này, việc duy trì phòng ngự là rất quan trọng, như một blogger quân sự Nga viết. Theo báo cáo mới nhất từ Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW ở Mỹ, lực lượng Ukraine đã tiến gần tới phòng tuyến thứ hai của Nga ở vùng Rabotino. Sự thiếu hụt lực lượng dự phòng có thể buộc Bộ Chỉ huy Nga phải điều động thêm lực lượng để duy trì tình hình trên chiến trường.